Mỹ Tâm giàu và có gia thế khủng cỡ nào? Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ kín tiếng nhất về chuyện đời tư làng giải trí Việt. Cô rất hiếm chia sẻ ảnh gia đình, chỉ những dịp đặc biệt như lễ Tết hay sinh nhật bản thân thì cô mới đăng tải hình ảnh của các thành viên. Theo thông tin ít ỏi, Mỹ Tâm là con út trong một gia đình có 8 người con, trong đó có 2 người đang định cư tại Mỹ, 4 người sống ở quê hương Đà Nẵng và 2 người còn lại ở Sài Gòn. Nữ ca sĩ cũng từng tâm sự rằng, trước nhà cô cũng thuộc diện khá giả nhất nhì Đà Nẵng. Nhà tôi ngày xưa thuộc diện khá nhất nhì Đà Nẵng, nhưng khoảng năm tôi học lớp 6 có một biến cố xảy ra và gia đình tôi khánh kiệt. Từ nhỏ đến lúc đó, tôi rất được ba mẹ cưng chiều, tôi cũng học rất giỏi. Nói chung, mọi thứ với tôi đều hoàn hảo. Sau biến cố đó, gia đình tôi rất khó khăn, mọi người đều rơi vào trạng thái mệt mỏi. Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi là thời kỳ bắt đầu vào Sài Gòn học và chỉ có một mình, Mỹ Tâm nói. Tuy không sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, nhưng Mỹ Tâm lại có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng 3 năm theo học ballet từ lúc 6 tuổi, sau đó chuyển sang học guitar và đàn organ. Tuy thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, nhưng lúc đầu Mỹ Tâm chưa bao giờ xem ca hát là sự nghiệp của mình. Từ một cô tiểu thư giàu có, bỗng chốc gia đình gặp biến cố và mất tất cả. Gia đình Mỹ Tâm lâm vào cảnh khó khăn. Nữ ca sĩ từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cô không thể theo học. Vào năm 1997, Mỹ Tâm quyết vào Nam theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và theo học hệ trung cấp chính quy khoa thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Kín tiếng trong đời tư, Mỹ Tâm cũng luôn giấu kín về khối tài sản của mình. Tuy vậy, nếu theo dõi nữ ca sĩ thì chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ cơ ngơi khổng lồ mà nữ ca sĩ sở hữu trong suốt nhiều năm cầm mic đến hiện tại. Theo thông tin, Mỹ Tâm sở hữu một căn nhà 5 tầng nằm ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này cũng chính là trụ sở công ty, cửa hàng thời trang, quán cà phê do chính cô làm chủ. Tòa nhà được khánh thành vào năm 2012, được thiết kế và xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Mỹ Tâm. Theo định giá, công trình có giá lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu một quán cà phê mang phong cách Nhật Bản. Nơi này là địa điểm để cô gặp gỡ bạn bè cũng như tổ chức họp fan. Năm 2007, giọng ca Chuyện Như Chưa Bắt Đầu mở công ty giải trí MT Entertainment, chuyên sản xuất các sản phẩm âm nhạc của bản thân. Điều đặc biệt là vào năm 2012, khi tham gia làm huấn luyện viên The Voice, tiếp tục mở thương hiệu thời trang riêng và các trang phục của các thí sinh trong team đều được Mỹ Tâm thiết kế. Sở hữu khối tài sản khổng lồ là vậy, Mỹ Tâm lại sống vô cùng giản dị, không xa hoa phù phiếm. Điển hình là trong Chuyện Đi Lại, cô luôn trung thành với chiếc xe Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ trong nhiều năm liền. Mãi đến năm 2010, giọng ca sinh năm 1981 mới chi tiền mua xe Audi Q7 giá 3 tỷ đồng. Từ đó, công chúng cũng không thấy thêm một chiếc xe mới nào được nữ ca sĩ đi nữa. Sau có thành công, nhưng Mỹ Tâm hiện tại vẫn độc thân. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng cũng đã từng trả lời câu hỏi bao giờ lấy chồng. Nếu nói không, chắc bị chửi dữ lắm. Thật tình là sao mình không nghĩ gì luôn ta? Tâm nghĩ lập gia đình là một thể loại rất lạ mà mình khám phá hoài chưa ra. Cái này chắc để tự nhiên nó mới đến hay sao ấy. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn rất chăm chỉ làm từ thiện. Là người kín tiếng bao nhiêu về đời tư thì trong những chuyến từ thiện, Mỹ Tâm lại sẵn sàng chấp nhận và mời một số phóng viên đi cùng. Bằng rất nhiều chia sẻ bên lề từ chính những phóng viên này, người ta biết được. À, thì ra hành động này có ý nghĩa. Một là thông điệp truyền thông mà cô gửi tới, từ những hành động này được lan tỏa, kêu gọi và thúc đẩy nhiều hơn từ cộng đồng, từ những hoàn cảnh thiếu may mắn. Hai là một hình thức giáo dục những người thân thiết quanh mình về một hành động thật ý nghĩa, thật khác và chỉ có những người mà cô tin tưởng mới được cùng cô chung tay. Nếu theo dõi Mỹ Tâm có thể thấy, nhiều câu chuyện vui vẻ, hạnh phúc bên lề mỗi chuyến đi như thế được cô chia sẻ giúp người ta cảm nhận được sự gần gũi, tử tốn, tốt bụng của một Mỹ Tâm khác, rất khác với một ngôi sao trên sân khấu. Sau nhiều chuyến đi, nhiều lần chứng kiến các câu chuyện như thế trên khắp cả nước, người ta đã phải gật gù công nhận rằng suốt 3 năm qua, điều mà fan trân trọng và theo cô cho tới bây giờ là ngoài những phút giây thăng hoa điên cuồng nghệ sĩ trên sân khấu, là một Mỹ Tâm đẹp như chính tên cha mẹ đặt cho mình. Và ở một góc nhìn khác, người ta phải công nhận đó là không phải nghệ sĩ nào đi làm từ thiện cũng được ngợi khen hay đồng ý. Vì đã có quá nhiều bằng chứng về những chuyến đi từ thiện có ý nghĩa làm màu, lố lăng bị công chúng chỉ mặt, vạch tên.
bởi một hình ảnh trong chuyến đi từ thiện của Mỹ Tâm luôn là sự gần gũi, rạng rỡ tới mức khoái chí từ nụ cười vô tư và hạnh phúc của cô. Nếu nói Mỹ Tâm khôn khéo khi công việc từ thiện được coi là một công vẹn cả đôi đường, có lẽ cô cũng không phật ý. Bởi ai có thể làm một điều mà vừa có sức lay động, lan tỏa, lại vừa mang lại niềm vui cho chính mình, khiến mình hạnh phúc và đẹp hơn trong mắt nhiều người như cô. Điều này là của hiếm. Không tính toán hay làm từ thiện có mục đích, nhưng quả thật, tấm lòng nhân ái, những chuyến đi từ thiện đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng hình tượng của Mỹ Tâm bao năm qua. Một hình tượng mà người ta nhìn vào phải tâm phục, khẩu phục. Dù không khoác lên mình những bộ cánh đắt đỏ, khoe mẽ đẳng cấp thông qua bất cứ điều gì, nhưng sức hút từ tên tuổi trong suốt 20 năm làm nghề đến từ tài năng, từ tâm, có lẽ là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà một người như Mỹ Tâm dày công đạt được. Đặc biệt hơn là vào thời gian giữa năm 2021, khi không ít nghệ sĩ Việt đã bị réo tên vào ồn ào từ thiện và chuyện sao kê minh bạch số tiền quyên góp. Giữa chủ đề tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong showbiz, thì thời điểm đó, netizen đã chia sẻ lại clip Mỹ Tâm từng lên tiếng nêu quan điểm về việc làm từ thiện. Theo đó, Mỹ Tâm khẳng định chưa bao giờ đứng lên kêu gọi quyên góp, có nhiều cho nhiều, ít cho ít và cho biết đã kêu gọi làm từ thiện là phải rõ ràng. Quỹ của tôi khi mở ra thì hoạt động đều lấy tiền từ việc kinh doanh, đi diễn hay mọi thứ mình làm ra tiền. Mình có ít thì cho ít, nhiều cho nhiều nên mình không ngại. Về kinh phí, tôi không gặp khó khăn nên không kêu gọi và chưa bao giờ kêu gọi gì hết. Tôi làm bằng hành động để mọi người thấy. Sau đó, người ta tự động liên lạc đến cái quỹ của tôi. Rõ ràng cái này hơi thụ động, nhưng xuất phát từ việc nhỏ là tôi muốn có trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, Mỹ Tâm cho hay. Sau đó, Mỹ Tâm khẳng định thêm, tôi là người làm từ thiện bắt đầu từ bản thân mình trước, sau đó mọi người thấy. Có người đóng góp tiền và tiền người ta mang tới mình đều công khai trên trang web đó để tất cả mọi người có thể vào xem. Họ thấy tiền của họ chính xác là như vậy, mình làm gì đi đâu họ thấy hết, đó là sự rõ ràng và rõ ràng là điều quan trọng nhất. Đầu tiên mình là người đi tiên phong chuyện đó trước để người ta thấy rằng mình đi đến đúng nơi, đúng chỗ và là nơi đáng tin. Quan điểm từ thiện là phải rõ ràng của Mỹ Tâm nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Công chúng trao cho nghệ sĩ niềm tin, nghệ sĩ cũng nên có cách làm ngược lại để xứng đáng với lòng tin từ công chúng.